Nè, đó nhìn liên hồng nhà cao vậy là đâu có bán được nữa. Đó. Liên hồng cao vậy đâu có bán được nữa. Không. Đây là bỏ hết rồi đây này. Đúng ngủ. Đây cái bắp thảo mà bị mưa đây. Qua một đợt mưa dài dằng dẳng vừa qua đây. Hư hết, không lớn nổi ra, thế cuối cùng rồi các bà con bỏ không cho nó cuốn luôn, hư hết trơn luôn nè, không cả thảo đẹp chưa, rồi cuối cùng rồi cái là qua không được mưa mười mấy ngày, à 20 ngày, hơn 20 ngày mưa dầm về, không có nắng, cả thảo hư hết, nó đứng hết luôn, và nó xuống lá. Ngưng phát triển và xuống lá bắt đầu nó rủ nó rụt nó thúi này nó trồng cả thảo mà nếu mà nông sản Đà Lạt mà qua những cái đợt mà trời mưa gió mưa bão như cái đợt vừa rồi cơn bão số 2 đây nè là không thể chịu được vậy cho nên là nguyên một đám cải cả thảo nó đứng đứng và nó hư hết xuống lá và không phát triển được nông dân đành bỏ thôi chứ không thể nào mà đầu tư tiếp đẹp chưa mà cuối cùng uổng chưa nó cả bắc thảo đó. Nhìn này với một vườn cải thảo đây vùng rau hoa Đà Lạt đó. Ngay cái khu vực vùng ven Đà Lạt gần tháp Ren này đây đây mình cho bà con xem hiện nay mình cho bà con xem một cái đám xà lách một cái vạt xà lách đẹp lắm dài dài xuống dưới kia luôn không có giá và trên đây là bà con phải bỏ nè bỏ mà xà lách nó lên như vậy luôn nè thấy đẹp chưa cái thân nó lên như là bắt đầu nó lên ra hoa nè đó cái thân nó cao như vậy luôn đó ha nhìn thấy uổng chưa bỏ hết đó bà con quá uổng không xà lách mà lên giống như cây cổ thụ vậy luôn đều một vườn luôn là nói chung mà cái mùa này rau thấp lắm rau bị rớt giá cho nên bà con thu hoạch không được bà con phải bỏ ngoài vườn như vậy nhưng mà bên cạnh đó thì biết bao nhiêu vườn đang vẫn tiếp tục cứ vẫn trồng tại vì hư thì hư mà trồng thì vẫn cứ trồng hú họa thôi khi nào mà nó được giá thì hay còn nếu không được giá thì thả cho trời như vậy đấy tội không cũng bắt phun rồi các thứ kỹ càng làm cũng đúng quy trình hết á nhưng mà khâu cuối cùng là tiêu thụ thì không được vậy cho nên mới có tình trạng này giờ để cho trời đó. Cây xà lách nó giống như là cái cây rau bồ hôi vậy đây nó cao ngồng uổng chưa rất là uổng luôn chào anh
Chào. Chào, quay đâm rau á. À, mình quay đâm rau không thu được đó. Quay được mấy người hôm nay ngò được giá không vậy? Biết nữa, đi làm á. Ai vậy hả? Giá cả đâu? Có ai biết giá ngò trong này không? Hôm nay được khoảng bao nhiêu? Cháu cũng biết nói chú. Dạ hả? Hỏi mấy người kia đi hả? Ừ. Dạ. Rồi, cảm ơn. Ta không nhìn thấy con bắp salad rồi nó bay như đó. Là nó bị không được giá. Thương lái không ăn, thế cuối cùng bỏ cả đám. Bây giờ bà con đang gom ống lại để mà đưa mấy cây vô đánh. Xới bỏ, già hết rồi. Thì bên cạnh đó thì cũng có những vườn mới trồng mới đây. Tức là trồng thì cứ trồng, mà bỏ thì cứ bỏ. Nói chung là mùa mưa là nông sản làm lên là rất là khó. Khó để mà có được những cái nông sản đẹp. Mà bà con rất là cố gắng để mà làm ra được cái nông sản đẹp là cả vấn đề rồi. Nhưng mà đều đến hồi lúc không bán được phải chấp nhận. Nhưng mà nó có, cho dù không bán được cũng vẫn phải tiếp tục trồng. Không còn con đường thoát nào cả. Đây, bây giờ mình cho bà con xem đó. Salad cái đợt này không? Salad đẹp như vậy mà cuối cùng để lên hồng hết nè. Đều hết. Từng luống mà cái đám này cũng phải là gần 3 sào. Salad. Bà con không tưới nữa. Bỏ lên hồng hết đây nè. Thấy không? Uống chưa? Rất là uống một vườn salad. Nè, đó nhìn lên hồng nhà cao vậy là đâu có bán được nữa. Đó. Lên hồng cao giờ đâu có bán được nữa. Không. Đây là bỏ hết rồi nè. Đúng là uống. Một vườn salad rộng mênh mông luôn. Của bà con Đức Trọng mình. Đó, cứ như vậy thì làm sao mà bán được nữa. Đợt này không được giá. Sú không được giá. Rồi salad không được giá. Để bỏ hết rồi nè. Nó lên ngon giờ rồi làm gì được nữa. Đâu có bán được nữa. Thấy không? Đều hết một vườn luôn. Rất là uổng. Đây là vườn salad ở Đức Trọng. Đây là vườn salad ở Đức Trọng này đây. Rất là uổng mà chẳng biết nói sao. Vườn salad này tốt lắm chứ, tưới tự động đàng hoàng đây. Bà con tưới tự động đàng hoàng đây. Đó. Lên ngồng cao hết rồi. Cái đây là bỏ nghe bà con, mình nói thiệt là bỏ chứ không phải. Nhưng mà bên cạnh cái đám bỏ đó thì bà con vẫn đang tiếp tục trồng đây. Salad Korea đi. Đó, cũng là một chủ đây. Mặc dù bên này vườn này bỏ nhưng mà vườn bên này vẫn trồng. Đây, ống chung với nhau hết đây. Thông qua thông lại, có van ở giữa để khóa. Chạy qua chạy lại đó. Vườn salad rất là đẹp. Không thu một cây luôn, bỏ nguyên một vườn luôn mà không ai ăn luôn. Dân người ta cũng chẳng vô, người ta hái để ăn. Giá như giá mà nó khá tí xíu để đỡ 5-7 ngàn người ta cũng ha, cũng ấy, nhưng mà đấy không thu luôn. Đó. Cái này là chắc để làm giống. Nói chứ giống người ta phải mua. Rồi cũng vườn ươm chứ còn người ta không có để giống đâu. Để mình để ý thì coi cái vườn này vải nữa rồi người ta lấy máy cày người ta đánh hay là người ta để giống.
sẽ không có để giống nữa. Đó, những vườn bên cạnh vẫn tiếp tục trồng xà lách, mặc dù vườn này tiếp đứng như vậy nhưng mà anh nông dân kia vẫn trồng xà lách và vẫn tưới đang ngồi đó. Đó, đang giữa màn hình mình đó, đó vẫn ngồi tưới thôi. Và chủ nhà này cũng đang tiếp tục đánh bài đánh bạc đây, tức là vườn này bỏ nhưng mà vườn bên cạnh của anh vẫn tiếp tục trồng. Nông dân Việt Nam mình đúng là toàn là phải chơi cờ may rủi, may nhờ rủi chịu, được giá thì ăn mà mất giá thì vất, tội chưa. Đẹp lắm luôn á, nó rất là đẹp, xà lách rất là đẹp đây. Mất rượt hết chứ không á. Bà con nhìn thấy cái xà lách mất rượt không? Cái xà lách đẹp chưa? Đẹp chưa? Cả vườn đều bỏ, uổng quá là uổng luôn. Đẹp chưa, khung cảnh ở đây đẹp chưa? Bây giờ là mình tưới xong rồi đó hả cháu? À, chập nữa là tưới thêm một lần nữa. À, rồi. À, một ngày là mình tưới một lần hai lần. Giống mới xuống nếu mà nắng trời nắng thì ngày tưới hai lần. À. Còn nếu mà nó lớn lớn được chút rồi thì ngày tưới một lần. À, lớn hơn tưới một lần rồi. Cái đám kia như vậy thì chú hỏi cái này thôi nè. Tức là vì giá không có giá thành ra cuối cùng rồi là chủ vườn họ đành phải bỏ lên ngồng luôn như vậy hả? Uổng chưa? Thấy không, bà con nông dân mình làm rất là khổ, nhưng mà đến cái lúc mà giá không được là bắt đầu bà con để như vậy, xong rồi là có thể là bà con vì cần đất để mà tiếp tục tái sản xuất, thành ra là bà con dọn ống xong rồi là lấy máy đánh vô đánh luôn. Không có thể mất công, còn phải xịt thuốc nữa cơ. À, còn phải xịt thuốc cho nó chết, cho nó rụi xuống rồi bắt đầu phải đánh. Không phải tốn tiền xịt thuốc nữa, tốn công xịt thuốc nữa, xong rồi bắt đầu là cho rụi xuống rồi lấy máy đánh xuống. Cho nên là cái nông dân mình làm ăn là phi phỏng lắm, giá cả nó không ổn định vậy, đúng là nông dân cũng khổ. Tới bây giờ bên đó thì nó bị tình trạng như vậy, hiện tại là không bán được, nhưng mà bên này thì bà con vẫn tiếp tục trồng ha. Đây, cái này mới trồng mới, còn bên kia thì còn đang để khai khai đó, để chuẩn bị cái mới khai khai. Bên kia là cũng xà lách luôn hả cháu? Dạ đúng. Là đó là ngày mai mình trồng á hả? Của người ta trồng lúc nào cháu? À vậy hả? Đây là thuộc cái địa phận nào đấy cháu? Ở đây là Phi Nôm, xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Đúng rồi. Đó. Nhưng mà đợt này thì đúng là rau hoa nó mới vừa nhóm nhóm lên một tí xíu, nhưng mà xà lách thì nó không chia nhóm. Bởi vậy cho nên xà lách vẫn còn bỏ.